chiều mưa các bác ơi. Kế hoạch trước 34 một năm mà xong hết các kênh mà không thể xong được đâu, mặc dù chỉ có vài cây thôi. Thì bây giờ là nhân tiện chiều mưa và vẫn còn một chút ánh nắng thì em làm cây nốt cái cây từng vi tỉ nguội này các bác nhá, gọi là xong siêu tỉ nguội các bác. Cây của mình đẹp đẹp đẹp. Đây đây, bác qua đây. Ok ạ. Bây giờ làm này các bác xem nhé. Đầu tiên là chắc chắn là phải tỉa bớt những cái cành vô thôi với lại lá này các bác nhé. Để xem đây. Rồi vào gạch luôn này.
Kết quả mấy chục phút rồi các bác. Tường vi thì tôi cũng ít mới làm mấy cây tường vi này đầu tiên thôi. Tường vi thì biết lâu rồi nhưng mà uốn tạo thế thì các bác nên lưu ý ở chỗ như này, cực kỳ giòn, giòn hơn cả máy chịu thủy, rất giòn. Đấy, cho nên là vào dây thì phải thật kỹ và dây nó phù hợp với em, chỉ dùng một loại dây này nhiều khi nó bị gãy, giòn vô cùng các bác, rất là giòn. Đấy, một số nhìn thấy một số chi ở đây là đang bị gãy này các bạn, nhưng mà không sao, nó bật mỏng nhanh. Thì hôm nay nó những cái lá với những cái răm nó đã già thì em bắt đầu làm. Đấy, thì các bác xem nó có ok không nhé. Nhưng mà cái này vặn ở phía kia thì em sẽ vặn sau, xoay ở phía kia. Đấy, cơ bản sẽ như thế. Bay này có tỉ muội các bác nhé, em gọi nó tỉ muội song siêu song thân, cùng một mẹ rất điều đà nhé, tỉ muội. Đây là chị, đây là em. Đấy, cũng được cái các bác nhỉ, cũng được cái tạm tạm. Không tạm được đấy. Sau cái vết này sẽ phải xử lý. Xong đấy. Đấy, lắp nha. Ở phía sau nó thì mặt này mặt sau thì ta không chơi mặt này. Ta không chơi mặt này. Tạm ok đấy. Cảm ơn các bác dành thời gian theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.